Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá vừa rẻ vừa hợp lý vừa ngon cho mọi nhà. Hôm nay thì em mang đến cho các bác một chiếc xe chạy được 5 vạn mốt nhưng mà zin tuyệt đối, đời 2020. Đây là một chiếc Mitsubishi Pajero Cross sản xuất năm 2020 nhập Indonesia. Và đây là một cái dòng xe 7 chỗ với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có rơi vào tầm khoảng chưa đến 6 lít trên 100 cây đối với đường trường. Xe còn ngon, chất còn cứng và nội thất của xe zin tuyệt đối luôn. Em này thì cam kết đảm bảo cho bác là không mất một phân ly keo chỉ nào. Máy số zin, gầm bệ zin và xe thì vừa về cửa hàng em xong với cái mức giá loanh quanh là 500 lẻ thôi. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe một chủ từ mới biển Hải Phòng 15A66000. Em này thì nếu mà bác nào phát hiện ra đâm đụng ngập nước thì cho luôn xe nhá. Xe còn ngon, chất cứng nét luôn. Và đây là một chiếc bản cross nên là sẽ option sẽ hiện đại hơn, đẹp hơn là những chiếc Mitsubishi Pajero thường. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với mức giá là chỉ có 500 lẻ. Nên là bác nào mà yêu nhìn nhanh tay qua cửa hàng. Một mức giá chỉ rẻ ngang bằng một chiếc Mitsubishi Pajero bản thường thôi. Xe thì còn ngon, động cơ máy 1.5, mức tiêu thụ khoảng tầm 5.8 lít đối với đường trường. Và xe thì đã được độ lên cam 360 độ, màn hình ta giang, màn hình cũng giá là xịn sò, hơn 15 củ một bộ. Sàn da 5D, đèn ổ startup, điều hòa. Và xe thì có cả ga tự động, đặc biệt số tự động thì đương nhiên rồi. Gắn thêm cảm biến áp suất lốp, nói chung là option của xe thì gần như là full kịch rồi. Nên là các bác về là cũng không phải nghĩ ngợi đến chuyện là xe là có phải làm thêm cái gì nữa không nhá. Còn dàn lốp 2020 chạy được 5 vạn mốt thì nhiều bác bỏ thay, nhưng mà thưa các bác là cứ chạy thêm vài vạn nữa với thay. Vâng, dàn lốp vẫn còn rất là dày. Xe còn ngon, chất cứng luôn. Và form xe thì đảm bảo là ai cũng mê, ai nhìn cũng thích. Một chiếc xe mà giá bây giờ thị trường là rẻ hơn đến hơn 200 triệu so với xe mới tinh. Và em này cũng là một chiếc xe mà phải nói là bán chạy tại thị trường Việt Nam mình luôn. Một chiếc xe dành cho gia đình 7 chỗ ngồi, hoặc là bác nào mà thích làm dịch vụ cũng được. Xe này đẹp, chạy xe hoa xe cưới ok, mà càng chạy thì lại càng lời tiền, vì là máy 1.5, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây, chưa đến 6 lít. Thực sự cũng là một cái mức tiêu thụ quá ấn tượng luôn. Em này thì được điểm cái là máy nó êm thì thầm luôn các bác ạ. Máy cực kỳ êm luôn. Và động cơ máy 1.5 của Mitsubishi Nhật Bản thì phải nói thực sự là quá lành bền rồi. Đấy, form xe cứng nét luôn. Đấy, chất xe thì đẹp. Và xe thì la răng form đúng hàng cross, nhìn thích mê. Đấy, 2020 các bác nhá. Xe mới chạy được gọi là 3 năm thôi, vì đã đăng ký tháng 12 năm 2020. Đấy, xe chạy được đúng 3 năm thôi, 5 vạn mốt. Và chất xe cực kỳ cứng luôn. Về form đầu của xe thì các bác nhìn ạ, toàn bộ form đầu của xe dòng cross đây này, thiết kế theo hướng hiện đại, có logo của Mitsubishi, biển 15A66000 thì các bác cứ lôi biển này ra, các bác check thoải mái xem là có đâm đụng phạt nguội hay không nhá, trên các trang mạng đấy ạ. Vâng, rất là dễ check luôn. Giờ thì bọn em buôn bán mở, và đây là một chiếc xe tư nhân chính chủ luôn, một chủ từ mới luôn, hàng hiếm luôn, mà giá thì còn rẻ ngang bằng bản thường. Đấy, rẻ ngang bằng bản thường nhá. Thiết kế đèn này, thiết kế đèn H này, kết hợp với thiết kế đèn pha dưới này và xi nhan này các bác ạ. Đấy, thực sự có đây là một cái thiết kế phải nói là rất là mê luôn. Và phần cản dưới của xe đây. Đấy, cản dưới của xe là không có lỗi lầm. Cam 360 độ là đây là cam trước nhá. Và cản này, toàn bộ nhựa cản của xe là còn nguyên. Sơn cũng là sơn zin. Đấy, một bác chủ rất là giữ gìn. Và bác ấy đi chiếc xe này cũng tương đối là nhiều năm. Đấy, có 3 năm rồi. Chạy 5 vạn mốt, bác ấy khẳng định một câu là zin tuyệt đối, đúng zin. Nhưng mà em bảo rồi, cái màn hình là thay rồi. Vâng, màn hình thay rồi. Và để giải trí, đỡ được hơn 15 củ. Đấy, phim cách nhật các thứ là ok hết. Lốp của xe đang sử dụng là lốp 20555 la răng 17 của Dunlop nhá. Hãng lốp chuyên cung cấp cho Xpander. Và lốp này là lốp zin 2020. Phần cua lốp thì các bác nhìn ạ. Vâng, đi dòng này thì nói các bác là cực kỳ sướng luôn. Êm, chắc, nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu. Đó, lốp đây là ok nhá. Sơn sườn tôn vỏ khỏi bàn. Và em này thì nói chung là không chê được cái gì. Tôn sườn này là chống ồn rồi. Cái này là lót chống ồn hết rồi. Các bác về là không phải làm gì. Kể cả cửa đấy ạ, là cái chống cửa đấy ạ, nó mở là có cỡ. Chống cửa là
mở là còn nguyên luôn. Và các cái ốc này là chưa có động chạm nhá. Vâng, xe tư nhân một chủ từ mới và xe gia đình không có taxi dịch vụ, nhìn nó đã khác rồi. Các bác mua em này về thì đi thì thực sự là yên tâm. Và với cái tầm tiền như thế này thì đây là một chiếc xe giá vô cùng hợp lý luôn. Thời điểm này đây là một chiếc xe giá rất là hợp lý các bác ạ. Đấy các bác nhìn này. Đấy, và màn hình thì có cam 360 full kịch. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, đây là cam 360 này. Đấy, có cam 360 cho các bác luôn. Chạy được 5 vạn mốt chuẩn chỉ, không tua, bảo dưỡng hãng bình thường. Đấy, các bác thích thì đến check hãng thoải mái. Và phần này thì vô lăng này các bác nhìn này. Vô lăng là không có bị mòn mỏi thì gì. Đấy, không có mòn. Khâu da còn nguyên. Đấy, không bất vân. Còn nguyên nhá, và các cái phím này của xe đó còn như mới luôn. Đấy, phím này như mới luôn này. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Đấy các bác nhìn nhá, toàn bộ còn nguyên luôn. Vô lăng này rất là đẹp rồi. Vâng, và gương kính thì điều chỉnh điện hết nhá. Đấy, có cụp này, có cụp điện đầy đủ. Một chiếc xe còn rất là ngon. Đấy, tappy này. Các bác tappy sờ rất là mềm mịn. Đấy. Vân này, vân carbon này. À, vân này. À đây là vân lừa mắt cá. Đấy các bác ạ. Vâng. Và kính thì lên xuống rất là nhanh. Tốc độ quá nhanh luôn. Vâng, vì đây là một chiếc xe gia đình zin tuyệt đối, người ta đi rất là ít. Đấy, sàn của chiếc xe thì đang sử dụng là sàn 5D, có sàn xoắn chống bẩn. Và sàn dưới của chiếc xe là cũng là sàn cao cấp. Đây, rất là sạch. Cái này là riêng là sàn độ rồi. Đấy, nói chung là bác chủ bác ấy mua con này về là bác ấy phun đồ hết rồi. Nên là các bác yên tâm là không phải nghĩ ngợi về làm một chút gì nhá. Đấy, không phải làm một chút gì luôn. Ốc bản lề đẹp từng cm luôn. Và xe thì thực sự là đi ít, gần như là không đi mấy. Vâng. Một chiếc xe còn nét. Ốc này, những cái ốc này, dấu này là còn zin luôn. Và chỉ cánh các thứ của xe là còn zin tuyệt đối. Đấy, tappy sạch này. Ở các bác nhìn này, tất cả các cái bản lề đấy ạ. Vâng, bản lề đây còn nguyên luôn. 2020. Một chủ từ mới và đăng ký cuối năm 20 nhé các bác nhá, chứ không phải là đăng ký đầu năm 20. Nên là chỉ chạy có 3 năm 21, 22, 23 thôi. Chạy được 5 vạn mốt. Vâng. Xe gia đình còn giữ rất là cẩn thận và dàn lốp còn zin. Đấy, sàn này các bác nhìn này, sàn sạch luôn, đẹp luôn. Hai lớp lại còn có cả bệ bước, cái này cũng là option thêm. Đấy, một chiếc xe được chăm chút rất là cẩn thận luôn. Đèn hậu thì thiết kế của riêng dòng Cross nhìn đã thích rồi, mê rồi. Và logo cũng như là cản biến đằng sau của xe là còn nguyên. Kể cả tất cả các cái phần sơn cản này là đều là sơn zin các bác nhá, sơn nguyên bản đấy ạ. Vâng, xe đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng, không ngập nước. Đấy, không tai nạn, zin tuyệt đối và không có phần nguội. Đấy, bên này thế này. Bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Các bác thích thì bảo hành hãng cũng được. Đấy, xe còn chất cứng như vậy. Và em này thì cho test thoải mái nhá, test đâu cũng được. Cứ anh em thích test ở chỗ nào cũng ok. Đấy, bao check hãng, bao test thầy thợ thoải mái luôn. Một chiếc xe còn ngon, cứng nét luôn này. 2020. Đấy, chất còn như mới. Sơn xi sạch sẽ, ngon lành. Máy êm thin thít luôn. Và không có lỗi lầm nhá. Đấy, xe là không có lỗi lầm. Cốp trước đằng sau này, hàng ghế thứ ba là đang úp xuống rồi. Còn chỗ này, chỗ để đồ thì phải nói là thực sự là quá rộng luôn. Đấy, rất rộng các bác ạ. Còn đồ nghề kích lốp của xe thì là để bên này nhá. Đây nè, kích tháo mở này, còn nguyên. Và cái kích này hình như nói các bác là chưa có động một chút con ốc nào cơ. Đây, móc tời còn chưa ra cơ. Đấy, kích lốp còn nguyên. Đấy, còn xe nói chung là xe chất thì nhìn đã thích rồi. Và cái khoảng để đồ này thì thực sự là rộng. Đối với gia đình nào mà hay đi du lịch dã ngoại dùng con này cũng rất là hợp lý luôn. Giá vừa rẻ vừa ngon mà lại tiện lợi rộng rãi. Đấy, cái này là cái biển số nó đập vào đây. Đấy, cái này là không vấn đề gì. Nói chung là không có, các bác không phải nghĩ nhá. Tôn sườn này. Đấy, nhưng mà đây này, cách âm cánh hết rồi. Đã lót chống ồn hết cánh rồi. Nên là các bác không phải nghĩ ngợi gì. Đấy, viền chân kính mạ chrome này, ốp sáng bóng luôn.
Và lốp cũng là lốp zin. Đây lốp zin này. Đấy. Lốp zin nhá, 2020 này. Đấy, lốp còn zin. Và lốp vẫn còn rất dày. Đấy, lốp zin chạy 531 nhưng vẫn còn rất dày. Vẫn còn găm xoải. Đấy, và cua lốp là không có mục ngoạt tí nào. Nói chung là về chất thì đây là một chiếc xe cứng. Còn các bác có cái này là không có dọn dẹp, em mới rửa qua thôi. Đấy, thế nên là xe nó cũng sẽ có bụi bẩn một chút, các bác thông cảm nhá. Còn lại về chất thì zin tuyệt đối cho các bác luôn. Đấy, ghế là da zin, da từ hãng luôn. Đấy, da từ hãng. Và sàn thì chắc chắn là sàn độ lên rồi. Đấy, sàn độ lên rồi. Đấy, có lót sàn chống bẩn của xe. Đấy, vâng. Và đây cũng là một chiếc xe gia đình rất là cứng. Nên là bác nào mà thích cái dòng xe zin, muốn mua một chiếc xe chất thì alo ngay cho em. Em này gần như là các bác về không phải làm một cái gì, chỉ gọi là đổ xăng mà chạy thôi. Và thi thoảng thì bảo dưỡng dầu mỡ đầy đủ là được. Đấy, sạch sẽ ngon lành, mặt táp lô này vẫn còn như mới luôn. Đấy, đây là một mẫu xe gia đình giá rất là hợp lý, vô cùng yêu thương. Và em này thì có cái động cơ máy nói các bác là chạy thì thầm luôn. Đây em sẽ nổ máy luôn nhá. Đấy, có khóa khiển thông minh, khóa khiển từ xa và có đèn nổ thông minh. Đấy. À, đèn nổ nè. Đấy, ok ngay các bác. Nói chung là em này thì được cái là chất cứng nét rồi. Đây là về là các bác yên tâm là chỉ việc đi thôi. Cái này đến cái bình ắc quy nó còn zin các bác. Bình ắc quy này là zin từ hãng luôn. Chưa thèm động luôn. Đấy, còn máy cũng thế, máy là máy Mitsubishi. Máy zin từng con ốc, keo đuôi vách mặt máy còn nguyên. Đấy, ốc chân máy chưa ra rồi các cái ốc này nó cũng còn zin nguyên. Đấy. ABS cũng zin. Đấy. Nói chung là zin tuyệt đối rồi. Cho nên là các bác nào mà cứ thích một chiếc xe chất thì qua cửa hàng lấy luôn con này là quá ok luôn, hợp lý luôn. Xe thì đảm bảo bao cam kết cho các bác nhá. Ốc này cũng là zin hết này. Toàn bộ ốc ốc cabo còn nguyên. Đấy, chỉ cánh cabo là còn nguyên. Đấy, chỉ có loanh quanh 500 lẻ thôi nhưng mà có con xe zin tuyệt đối luôn. Đấy, zin tuyệt đối luôn các bác nhá. Xe đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Indonesia. Mà cái dòng này thì là hàng hiếm luôn đấy ạ. Vâng. Lâu lắm mới về bên nhà em một con như thế này. Thế nên là bác nào mà yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe nhá. Hơi thừa hơi khoái thì không cần phải nghĩ rồi, vì đây là xe nó zin tuyệt đối. Ui, cái này bụi bẩn để lâu quá. Vâng, thôi, cái này em không mở nữa. Đảm bảo bao check hãng thoải mái cho các bác luôn. Vâng. Bụi bẩn xong rồi xe kiểu lâu ấy, nhưng mà dầu mỡ bảo dưỡng định kỳ thường xuyên nhá, chứ không phải là xe là không bảo dưỡng đâu. Đấy, dầu mỡ là ok hết nè. Dầu vàng óng luôn này. Dầu này không đen nhé, dầu vàng luôn. Đấy, nên là bác nào mà thích cái dòng xe Mitsubishi Xpander và đặc biệt là bản Cross đẹp như thế này thì alo ngay cho em. Nói chung là xe zin tuyệt đối thì đi nó thích. Còn về tay các bác thì tùy các bác chăm chút thôi. Một chiếc xe rất là đáng yêu, gầm bệ ngon lành tình đào. Đấy, gầm sáng như đèn pha ô tô. Con này thì không có ngập nước, không đâm đụng gì rồi. Bao zin tuyệt đối rồi. Đấy, gầm này cực đẹp luôn nhá. Đấy, gầm cực nét, cực đẹp luôn. Máy thì em thì thầm, lúc nãy là máy đang nổ đấy nhưng mà đúng là không nghe tiếng máy khi mà đứng gần máy luôn. Đấy, động cơ máy 1.5 ăn xăng ít tiết kiệm luôn. Và chiếc xe này thì tên tư nhân chính chủ, một chủ tư mới các bác nhá. Mitsubishi Xpander Cross 2020. Xe đẹp, biển Hải Phòng, một chủ tư mới 15A66000. Một chiếc xe tuyệt vời. Đấy, giá thì vô cùng hợp lý, chỉ bằng những chiếc xe Mitsubishi bản thường thôi. Và đây là một chiếc xe giá rất là hời. Nên là bác nào mà yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe, nhanh tay chốt đơn ngay em này. Để về gọi là mình đi cho nó sung sướng, đặc biệt là gia đình nhá. Đặc biệt là gia đình nào mà yêu thích một chiếc Mitsubishi Xpander, muốn mua một chiếc xe đẹp đấy, muốn mua một chiếc xe chất thì các bác qua cửa hàng em lúc ngay em này. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác nào mà đăng ký xem kênh lần đầu thì có thể là đăng ký qua kênh và xem xe trực tiếp. Cho em một nút like để lấy động lực làm thêm những cái video tiếp cho các bác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.